Các nhóm phản đối săn bắt cá voi vừa tuyên bố chiến thắng và nói đội tàu săn cá voi của Nhật phải tạm ngừng hoạt động săn bắt hàng năm ở Nam Thái Bình Dương. Việc tạm ngừng diễn ra sau khi các cuộc đụng độ hôm thứ Tư 20 tháng 2 giữa hai tàu chống đánh bắt cá voi của nhóm Sea Shepherd với tàu săn Nishin Maru ở vùng biển mà những người phản đối nói là thuộc lãnh hải của Australia. Cùng lúc thì Ngoại trưởng của Australia trong chuyến công du tới Bangkok, Thái Lan đã lên tiếng phản đối tình trạng săn bắt loài động vật biển này. Khi tân Ngoại trưởng Nhật Bản tới thăm Úc cách đây vài tuần, tôi đã nói rõ với ông ấy rằng chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi với chính phủ Nhật về vấn đề đánh bắt cá voi. Chúng tôi muốn việc đó phải chấm dứt. Tôi được biết rằng loài thú biển này là một trong loài sinh vật tiến hóa cao cấp nhất trên hành tinh và chúng phải được bơi lượn tự do dưới biển, không bị đe dọa, phải chết một cách bất ngờ và tàn nhẫn. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, thì Nhật hôm thứ Năm tuyên bố sẽ tiếp tục việc săn bắt nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và họ dựa trên một lỗ hổng của lệnh cấm quốc tế. Thế nhưng, Nhật cũng không che giấu gì về chuyện rốt cuộc thì cá voi sẽ được đưa lên bàn ăn.